Chào mừng các bạn đến với trò chơi con mực. Trò chơi con mực. Khi tôi hiểu 3, 2, 1 thì các bạn mới được xuất phát. Nếu không có khẩu hiệu 3, 2, 1 mà xuất phát thì vẫn sẽ chết. Nếu tôi chỉ cần quay lại và nhìn thấy bất kỳ cử động nào của một trong số các bạn, bạn ấy sẽ phải chết. Lẽ đêm mỏi quá nè. Lẽ đêm mỏi quá nè. Trời đất ơi. Chúc các bạn may mắn. Nani? Clap. Lên nhạc. Music chấm đề. Ủa sao chị không đếm? Từ từ. Em muốn bắn con búp bê quá. Trời, em muốn bắn con búp bê quá. 3, 2, 1. Có thấy ai? Tân Quý. Tao bắn ta. 3, 2, 1. Đây. Nope. 3, 2, 1. Nè, hai thủ môn. Rồi cái ông béo mới vừa, cái ông nam béo mới vừa té xuống luôn. Chết hả? 3, 2, 1. Đây. Trời ơi, tự chết luôn hả? Hả? Game over. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1 rồi quay lại. Nope. No! God, please, no! No! Game over. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Thủy chân dài ha. Nhúng một cái là bay xa dữ ha. Xem ai sẽ nhận lấy giải thưởng là một ly trà sữa. Chỉ còn 20 giây nữa thôi. 20 giây nữa thôi. 20 giây nữa. 3, 2, 1. Bà Huế đừng có giết tôi. Chỉ còn chân suốt gì tiếng nha. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 10 giây nữa thôi.
Hãy đón xem Cầu Thủ Nhí 2021 vào lúc 15:10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 18 tháng 9 năm 2021.